Thưa cô bác, thưa bà con, chi phí thức ăn trong nuôi tôm thẻ chân trắng chiếm trên 50%. Nếu như chúng ta quản lý không tốt, thì ngoài việc làm chi phí vụ nuôi cao, nhiều vấn đề khác liên quan đến việc biến đổi môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe tôm nuôi và dịch bệnh sẽ xảy ra. Do đó, để quản lý tốt nguồn thức ăn trong chăn nuôi tôm thẻ chân trắng, chúng tôi xin mời cô bác, mời bà con cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Tùy vào thực tế sức khỏe của tôm, chu kỳ lột xác, thời tiết, xử lý hóa chất và theo dõi sàng ăn khi tôm từ 20 ngày tuổi trở lên để điều chỉnh, quản lý từng bữa thức ăn cho phù hợp, tránh tình trạng cho ăn thiếu hoặc thừa sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phát triển và sức khỏe của tôm. Bà con có thể cho tôm ăn mỗi ngày 3 đến 4 lần. Sử dụng loại thức ăn được phép lưu hành ở Việt Nam, có nhãn mác rõ ràng, công bố chất lượng, còn hạn sử dụng, có thành phần dinh dưỡng thích hợp, hàm lượng protein từ 32 đến 38% đối với tôm thẻ. Cho ăn đúng, đủ, không cho ăn thừa. Cách cho con tôm ăn thì tùy cái giai đoạn tôm thì chúng ta lựa chọn cái kích cỡ thức ăn khác nhau. Thì lượng thức ăn cho tôm ấy từ 23 đến 30 ngày đầu ấy thì ta tính 1 kg cho 100.000 con tôm pốt. Những ngày sau ta nâng dần lên khoảng 50 g một ngày. Cho tôm ăn theo bảng hướng dẫn, thức ăn 100.000 P12 như sau. Tháng nuôi thứ 2 đến khi thu hoạch, điều chỉnh thức ăn trong ngày qua theo dõi lượng thức ăn thừa trên sàng ăn, chuyển đổi loại thức ăn phù hợp theo giai đoạn phát triển, cỡ miệng tôm và nhu cầu dinh dưỡng như hướng dẫn của nhà máy sản xuất ghi trên bao bì. Khi chuyển đổi thức ăn, nên trộn hai loại thức ăn cũ và mới cho ăn ít nhất 3 ngày. Trong quá trình cho ăn thì chúng bà con nên lưu ý đối với những ngày thời tiết mà thay đổi bất thường, nắng nóng kéo dài hàng hạn thì chúng ta có thể giảm từ 20 đến 30% lượng thức ăn. Tôm mà chúng ta cũng căn cứ vào cái chu kỳ lột xác của con tôm để tiến hành cho ăn. Đối với tôm nó vừa lột xác thì chúng ta giảm lượng thức ăn đi. 2 đến 3 ngày tôm phát triển tốt thì chúng ta lại cho ăn tăng dần cái lượng thức ăn. Bà con lưu ý là phải thường xuyên kiểm tra nhiệt độ và oxy hòa tan khi cho tôm ăn vì các yếu tố này ảnh hưởng rất lớn đến tính ăn của tôm thẻ.